Bây giờ thì qua cái vấn đề, chắc mình đổi qua vấn đề cộng đồng là bác có gì chia sẻ không bác? Vâng, thưa cộng đồng thì mình mới thấy rằng thì là hôm qua là cộng đồng đã đi lên để mà ủng hộ cái nghị quyết SB 895 của bà Janet Nguyễn, bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, và coi như rằng thì là cái câu chuyện của bà này mình mới thấy rằng thì là bà này bà ấy hết sức là cái ban tham mưu của bà ấy cũng là rất giỏi. Bà ấy tìm những các cái chỗ ngứa mà bà ấy gãi. Thế nhưng mà cái mà cái cộng đồng này đó thì mình mới thấy nó buồn cười ở cái chỗ rằng thì là họ làm, tôi thấy tất cả các báo đều tường thuật về cái chuyện mà lên tiếng để ủng hộ đó. Ngay ở Bôn Sa này mới đầu nói dự trù có một xe buýt, về sau thành ra ba xe buýt, và lên Bà này trên lít ở Sài Gòn cũng và có cử cô Ngọc Ngọc Ân Ân đi vào đi, nghĩa là gọi là đi, nghĩa là ủng tường hộ thuật, trường tường thuật sống về cái vụ đó. Tất cả các báo đều đăng hết. Thế nhưng mà tôi thì sau khi mà phân tích thì nói chuyện rằng thì là để mà yêu cầu Cali, yêu cầu các trường trung học của Cali thôi Cái đi thôi đúng rồi. đưa cái chương trình chiến tranh Việt Nam, trong đó có cái vấn đề là người tị nạn, thuyền nhân vân vân, người tị nạn cộng sản, và rồi thì là cái lịch sử chiến tranh Việt Nam đó, người tị nạn cộng sản là cái người mà nghĩa là gọi là bị đàn áp, bị nghĩa là trả thù thân dân, cho nên người ta phải bỏ nước ra đi đó. Cái căn bản của nó, cả cái cộng đồng này bốn mươi mấy năm qua, cái căn bản của nó là một cái bọn đánh cháo. Ban nãy mà anh nói về cái ông Tú Gàn đó, thì ông Tú Gàn ông ấy có một câu nó rất hay. Ông Tú Gàn ông ấy nói là thì là cái bọn Bôn Sa này đó, gọi là cái bọn bài ba lá, nó ngồi ở bến xe Đúng ông nói mà nó gọi là nó thành ra cái bọn chống Mỹ cứu nước, dân quân xã ấp chống Mỹ cứu nước, Đúng đấy ông Tú thành Gàm ra ông có nói viết cái câu đó dân quân Bôn Sa chống Mỹ cứu nước, mà tới bây giờ 43 năm đó, cái nọc độc đó nó hãi còn. Và ông Ngô Kỳ hay ông Phan Kỳ Nhân hay cái bà Janet Nguyễn này đó thì cũng đều là tiêm nhiễm, nó là nạn nhân của cái chống Mỹ cứu nước, đúng không ạ? Chống Mỹ cứu Vâng, nó là nạn nhân, nó là một cái ảo ảnh, nuôi một cái ảo ảnh, mà cái ảo ảnh đó đó nó giản dị thôi, nó là lấy công làm tội, lấy ân làm oán, nó đảo ngược lại. Cái chuyện mà cái người mà đi ra biển thì nó nói rằng thì là đi ra biển nghĩa là cả triệu người mà có thể là chết 1/3 hay là một nửa hay là còn hơn nữa, không ạ, vân vân, cái con số đó bây giờ là nó không còn có cái gì để bảo đảm cả. Không ai bảo đảm hết. Nó chỉ nói rằng sở dĩ người ta đi là tìm tự do, sở dĩ người ta đi là người ta không sống được với cộng sản. Nó nói láo, bởi vì rằng thế thì 90 triệu người ở trong nước, tại sao người ta vẫn sống nhăn răng ra, tại sao mà bởi vì người ta không có phương tiện, còn cái bọn này là cái bọn mà chúng tôi muốn sướng nói theo cái phim chúng tôi muốn muốn sống đó, nói về cái cải cách ruộng đất đó, thì cái bọn này là cái bọn chúng tôi muốn sướng. Hãy trở về cái thuyền nhân năm xưa đó, những các cái người mà tới các cái đảo rồi thì là tới mà để đi đó, thì những người đó nó bảo là đi tìm tự do, nhưng mà nó qua đây thì nó vinh thân phì ra, nó quên luôn
chứ đâu nó còn có thành ra là một cái người mà đi tìm tự do đâu, phải không ạ? Vào đến đất nước này thì kinh tế mà. Thì nó không không những là kinh tế mà vào đến đất nước này thì nó cũng lại thi hành cái luật lệ ngược lại với cái tự do. Cái đất nước này thì nó lại bịt miệng người ta hơn hết, nó đè đầu đè cổ người ta hơn hết. Và nếu mà quả nó đi tìm tự do đó thì nó qua đây, cái con đường nó dễ dàng nhất là nó đi vào quân đội Hoa Kỳ. Nó đi vào nó cả mấy trăm luật sư bác sĩ, mà rồi thì là nó dành ăn, nó set up những các cái chuyện bao nhiêu luật sư bị tù, bao nhiêu luật sư, rồi bao nhiêu bác sĩ bị tù về cái câu chuyện làm vậy. Thành ra đó, nếu những người này mà đi vào trong quân đội Mỹ để trả ơn cho nước Mỹ, thì bây giờ chúng ta có độ vài trăm đại tá, vài trăm tướng trong quân đội Mỹ. Và đấy là một cái con đường trả ơn nước Mỹ. Và đấy là cái con đường mà đi vào mainstream, đi vào cái chính thống. Nước Mỹ là cái nước đa chủng, và cái nước đó là cái nước nó welcome mình, nó mời mình vào. Tất cả những người đi vào trong quân đội Mỹ đó đều rất sướng ngay từ giờ phút đầu. Thành ra nó là cái bọn mà nó nói dối từ ban đầu, nó gọi là bọn mắc tội tổ tông truyền. Cái bọn bôn sa này là bọn mắc tội tổ tông truyền. Mà tội tổ tông truyền đó là cái dỉ giả của đài Đít Xê Sài Gòn hai mươi mấy năm qua. Những thứ Phan Kỳ Nhân hay Ngô Kỳ Ngô Kiếp nó chỉ là nạn nhân thôi. Vâng. Trong cái bản tin mà bác gửi qua cho KBC Hải Ngoại để mình nói chuyện ngày hôm nay, bác có nhắc là cái bà Giang Ân Nguyễn này là thuộc loại gọi là hình như là tôi quên mất in ra vào đây sáng có để rồi mà lại thì nói rằng là cái chuyện ở đây gọi là không cái bà Giang Ân Nguyễn bác có để là cái gì là con tàu con chẹt vâng đấy. Cái con mụ chẹt này vâng cái con mụ chẹt này tôi mình không phải là mình không phải là mình chỉ thị phân biệt phân biệt, nhưng mà mình thấy rằng nó rất nguy hiểm. Bác cứ nói đi. Mình thấy rằng nó rất nguy hiểm ở cái chỗ rằng thì là nó cái hình thức nó tương tự như là cái hình ảnh mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại bây giờ ở trong nước đương gặp đối với lại cái người tàu. Cái người tàu là nó nhảy ra nó phá cái người Việt Nam, phá ở trong nước đủ mọi mặt, ngoài cái câu chuyện mà nó chiếm Biển Đông ngay từ 30 tháng 4, ngay từ tháng Giêng năm 74. Nó đã chiếm Hoàng Sa trước mắt của đệ thất hạm đội. Rồi thì là sau đó, đó là nó dựng đảo dựng điếc. Rồi thì là nó mua chân của châu bò. Rồi thì là nó cho mua ốc bươu, nó thả ốc vàng tới Việt Nam. Nghĩa là nó phá mọi mặt từng chút một. Ở bên cạnh một cái người láng giềng mà nó mạnh hơn mình, mà nó xa luôn chiến, nó tìm mọi khe hở, thì mình mới thấy rằng thì là cái nhà cầm quyền Việt Nam đó hiện tại bây giờ rất khốn đốn với nó, khốn đốn lắm, tại vì từng địa phương là bị nó mua chuộc và địa phương cũng không biết đường mà lần, nó sang nó mua hàng này, nó dựa vào cái đầu cơ tích trữ, nó sang nó trả giá, nó đặt cọc, xong rồi nó tới, nó không lấy, vân vân. Tất cả những cái đó
đuổi theo những thương lái ba tàu chỉ có lạy nó mà thôi. Thế thì thưa, trong tình trạng đó đó, thì cái con Triệt này, con Janet Nguyễn này, à, nó cũng lại làm cái đó, nó đấu thầu công cuộc chống cộng, mà lòng nó thì không có, à, lòng nó là lòng của người tàu, à, nó là người tàu, à, cho đó đó, mà nó gãi cái chỗ ngứa, thì tôi rất lấy làm à, tội nghiệp cho cái cộng đồng này, à, không ạ? Mà đi mà chúng lại còn có những các cái ông à, nghĩa là mặt mũi có cái nghĩa là cũng gọi là có trình độ nhờ, nhưng mà trình độ đấy. Không, nhưng mà hôm qua người ta chú ý tới đó, là không có rất ít những các cái bộ mặt chính trị, vâng, dân chủ, à, à, bộ mặt chính trị đó không có những các cái người làm chính trị, Tạ Đức Chí Đức Chiếc không có, chỉ có mỗi ông Bùi Phát thôi, ờ, Phát Bùi thôi, à. Rồi thì là đại diện thì báo, à, các báo thì có để người ta theo dõi, nhưng mà đài đó nó cũng không dựng. Yeah. Thành ra đã bắt đầu người ta thấy cái dè dặt, người ta à, bắt đầu dè dặt rồi. Con này từ cái hồi mà nó phá thối trên Thượng Viện, à, cái lúc mà nó người ta không cho nó nói đó, nó dãy nảy lên gì đó. Dạ, vâng. Rồi là cũng nó thuê xe, rồi cho các quý vị, nghĩa là trưởng thượng Việt Nam Cộng Hòa, mà lên bao vây thượng nghị viện của Cali mà đòi rằng phải xin lỗi con này. Yeah. À, mà con này là nó phá thối ở trong Thượng Viện. Yeah. Chứ lại bây giờ bắt nó xin lỗi, Thượng Viện xin lỗi. Thành ra đó, giờ này mình mới thấy rằng thì là phải cẩn thận lắm. Sở dĩ cẩn thận là bởi vì tôi rất sợ người tàu, bởi vì rằng thì là cái thế lực của nó mạnh mọi mặt, nó mạnh hết mọi mặt về quân sự, chính trị, kinh tế, và nó đi với người Mỹ, à, cho nên đó, nó đi với người Mỹ và người Mỹ cũng nể nó, ngay cả cuộc chiến thương mại hiện tại. Do đó, từ cái nhìn tôi đề nghị với quý vị ở Bôn Sa rằng thì là quý vị coi cái truyền thông của quý vị thận trọng xem rằng thì là quý vị có ba tờ báo hàng ngày ở đây, à, mà gọi là vinh vang khoe tờ Người Việt thì cũng gọi là hơn một chút, có nhiều quảng cáo, nhưng mà eo uột mỏng dính, à, à, hãy nhìn vào cái tờ Việt Mỹ đó, tờ Việt Mỹ là của Triệt, nó thuê, nó cũng thuê người Việt Nam, đúng rồi, thằng Việt Nam giỏi làm cái tờ đó, rồi nhìn cái tờ Việt Mỹ xem, nó phát không cái tờ tuần báo đó, à, phát không 3 năm nay rồi, dạ vâng, dày hơn tờ Việt Time, tất cả các mục ở trong đó đều có giá trị hết, kể cả nhắc lại cái văn hóa của Việt Nam từ hồi mà những nhà văn miền Nam Việt Nam, à, còn thì à, cái tờ nhật báo của nó đó thì một tuần ba số cuối tuần, à, nhìn thấy cái trang đầu của nó đó cũng là đầy những quả, đầy ba cái đề tài nóng bỏng nhất trong cái tuần lễ, thì nó đưa ra nó có một cái nhìn rất là sâu và rất là tầm mức, nó có trình độ. Thế thì thưa, một ngày kia với cái quảng cáo đồ sộ của tờ Việt Mỹ cũng giống như là tờ cái gì Cali Today, tờ của cái ở trên Rosebud đó, yeah, à, là Sài Gòn Times của Thái Tú Hạp, vâng, Sài Gòn Times Thái Tú Hạp, à, ông Thái Tú Hạp thì cái người vợ đó, à, cái người Thái Cầm, bà Ái Cầm, à, bà Ái Cầm, mình mới thấy rằng thì là nó cũng tàu, mà mình mới thấy tờ báo nó dày cộm thế này. Bây giờ lại còn cái tờ Epoch nữa. Dạ. Tờ Epoch hình như là tờ Pháp Luân Công đó. Dạ vâng, à, Epoch là tờ, à, Pháp Luân Công đúng, vâng, không? Vâng, à, nó dày cộm nên mấy chục này và mấy chục trang này đó, nó sẽ đè,
nó mình sẽ bị bịt mũi, và có một cái người mà gọi là cũng có một cái cây biết viết khá đó, tức là Vi Anh, thì đã được nó cho qua. Vi Anh là bây giờ được cho qua, chứ còn thì là được cho qua cái tờ Việt Mỹ rồi. Dạ, vâng. Được vời qua, gọi qua, bởi vì rằng Vi Anh là một cái thằng thứ nhất là nó binh, nó dùng cái là nó là Nam Kỳ Quốc thứ thiệt rồi. Đúng rồi. Nó thứ hai đó, và cái đáy của vấn đề lập Phật trường. Giáo Hòa Hảo đó. Vâng. Lập trường của hắn là gì? Lập trường của hắn là chống cộng cực đoan. Cực đoan, đúng rồi. Chẳng thà mất nước với ba tàu ở Bôn Sa còn hơn là để nhà cầm quyền trong nước cai trị. Cai trị. Đấy, đường lối của Vi Anh là như vậy. Và do đó, Vi Anh được gọi qua, được vời qua, được triệu hồi qua, được mời qua tờ Việt Mỹ, viết ở đó, và giờ này có miếng cơm ăn, có thể là lương hậu hĩ, lương hậu người tàu nó ban phát cho, thôi cũng có tí áo quần mà mặc, không ạ? Vâng. Chứ còn đi theo cái tờ Việt Báo, đi với Trần Dạ Từ đó, nó chơi bốn chân, Vi Anh chỉ là một chân thôi, còn tờ Trần Dạ Từ đó là... cái người mà trung ương tình báo đó nó chơi bốn chân, Vi Anh chỉ là nói một mặt thôi, một mặt chấn cọc thôi. Thưa, thì đấy mới là cái chuyện mà mình mới thấy rằng thì là đây, cái giờ này cũng là cái giờ mà cái nó cái canh mà bài lịch sử nó sắp tàn rồi. Vâng. Nó sắp tàn rồi. Từ cái mà liên cái mà một dãy những các cái chuyển động hoành tráng của Bôn Sa trong cái tuần lễ trước đây, thì tôi tiên đoán rằng đây là những các cái đúc mà nó chấm dứt cái nhiệm vụ. Và cái nhiệm vụ ở trong ngoặc kép thôi, chứ cái nhiệm vụ gọi là cái nghiệp của những người chống cộng Bôn Sa. Giờ này may ra thoát nghiệp, họ cũng là nạn nhân mà thôi. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Vâng.